cho tất cả mọi người. Ở cái video trước mà mình review chợ á, mình thấy mọi người ủng hộ cũng rất là nhiều, và trong đó có một cái bình luận là nói là mình thực hiện cái thử thách cầm tờ 100k mình vào chợ mình ăn các món ăn trong chợ các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình với bạn mình sẽ thực hiện thử thách, mình sẽ cầm tờ 100k này mình vào cái trong lòng chợ ngay chỗ khu vực ăn uống á, rồi để coi thử ăn được những cái món gì nha các bạn nha. Các anh em mình đi vô chợ các bạn, để coi thử mình cầm tờ 100k này mình vô đó mình sẽ ăn được những cái món gì nha các bạn. Tới ngay cái khu vực thiên đường ẩm thực rồi các bạn ơi, ở trong lòng chợ đồ ăn đây bán rất là nhiều luôn nha. Hôm bữa có cái hàng bánh bèo, đây hôm bữa mà mình làm cái video review chợ có hàng bánh bèo người ta hỏi quá trời luôn nè. Giờ mình qua ăn bánh bèo mặn trước nha các bạn ơi. À đây, đây hàng bánh bèo mặn nè. Sáng nay là cúp điện cả ngày luôn á mọi người ơi. Em ăn hết. Đây bánh bèo sa tế nha. Đây là nhân thịt nha các bạn. Ôi, mắm. Mỡ hành hấp dẫn không? Mắm là cà xô luôn nè. Nhân đậu xanh. Đây bánh mì chiên. Nói chung là đủ thứ topping luôn các bạn ơi. Bỏ vô một cái dĩa bánh bèo mặn nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Là cái hàng của cô Thảo nha. Cô Thảo bán bánh bèo, rồi lát nữa mình sẽ đi quay review các hàng quán khác mình ăn, miễn sao cho đủ hết 100.000 thôi. Rồi mời tất cả mọi người. Dẫn không? Rồi mời mọi người cùng ăn bánh bèo mặn nha. Nhìn màu sắc rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Cứ vô lòng chợ mà ai mà thèm bánh bèo mặn là tới hỏi cái hàng của cô Thảo bán bánh bèo mặn. Nước đã có cái mùi đậu xanh nó rất là thơm luôn á. Mời các bạn nha. Còn 4 trái nữa là hết dĩa các bạn ơi. Cảm giác nó hơi no á. Tại cô Thảo làm một cái dĩa cũng rất là nhiều. Hết dĩa bánh bèo nè. Giờ nó đang hỏi giá bao nhiêu, trả tiền cho cô Thảo. Nó ăn không hỏi giá chưa? Nhiều hả? Cho một dĩa đó 20 ngàn. Dĩa đó 20. Bao rẻ bao no luôn bạn. Ủa đâu ta? Nãy cầm 100.000 đi quắc 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 thôi. Không phải, một dĩa bánh bèo 20. Đó mọi người. Đó, một dĩa là đầy đủ giống như nãy luôn á. Còn lại 80. Rồi, không hỏi giá trước luôn, ăn cầm chứ. Báo giá là 15k, xuống luôn các bạn ơi. Kế bên cái hàng bánh bèo mặn của cô Thảo là cái hàng bún thịt nướng của cô Hiền nha các bạn. Đây. Ngồi gần cái chỗ mà nướng thịt nướng là nó khói bốc lên nó thơm, thơm nồng nặc luôn, đã lắm. Một cuốn chả cuốn của cô Hiền là 15k nha các bạn ơi. Mình tính là không hỏi giá mà cô Hiền báo giá luôn. 15k. Mọi người coi cái chén nước chấm nè. Đó. Quá hấp dẫn. Hồi nãy ăn xong dĩa bánh bèo là cảm giác là cũng là xém no no các bạn. Bây giờ qua làm thêm một cuốn chả cuốn nữa. Rồi xong lát nữa mình sẽ đi ăn vặt tiếp nha các bạn nha. Tiếp tục đón xem. Nãy giờ nhờ bạn mình đi quay mà chưa ăn uống gì luôn. Lát nữa mình sẽ mời bạn mình một bữa ăn sáng sao. Thank you.
giờ đúng không? Giờ con rút một tay nem nướng lên thử đây. Mà muốn no rồi các bạn ơi, làm một dĩa bánh bèo mặn rồi làm thêm một cuốn chả cuốn của cô Hiền nữa là no. Lát chắc mình nghĩ là 100.000 ăn không hết nổi các bạn ơi. 100.000 không nổi đâu. Ăn nổi không? Dạ. Rồi chúc cô Hiền mua bay đắp đắp nha. Ủa đâu ấy? Dạ thăm mưa hẹn thôi. Cô làm trong công ty Sắp Nam ấy. Dạ không ăn rồi ăn á. Nam rồi, ăn rồi á. Ăn đứng luôn, ăn ngồi không nổi bây giờ ăn đứng rồi. Còn xí húp hết luôn này. Rồi tính tiền. Bụng mình là hết chỗ chứa rồi cho nên anh em qua hàng bánh canh để mình mời thằng bạn mình bữa ăn sáng. Tô bánh canh nhìn hấp dẫn các bạn ha. Nói chung trong chợ bán cái gì cũng ngon hết á. Mấy miếng chả nhìn ngon quá, mình tiếc là do mình no quá chứ nếu không là mình cũng làm thêm tô bánh canh nữa. Thì các bạn ơi, mình với bạn mình á mới đi về nhà luôn. Hồi nãy là mình có ăn một dĩa bánh bèo mặn là 20k. Một cái cuốn chả cuốn á 15k là 35. Rồi qua mình ăn ly chè 10.000 là 45, là mình nói là hết chỗ chứa luôn các bạn ơi. Thật sự luôn, nếu mà thử thách ăn lấy 100.000 đi vô chợ ăn là không thể luôn á. Bởi vì sao? Cái giá nó rất bình dân, mà đặc biệt là ở đây á, là đồ ăn á, là người ta bán rất là nhiều. Bán cái món nào món nấy là nhiều lúc đầy tô luôn, ăn no luôn á. Rồi sau đó mình mời cameraman là bạn của mình ăn một tô bánh canh là bao nhiêu ta? 15k đúng không? 15k. Rồi tổng cộng là nói chung là còn dư nhiêu đây nè các bạn ơi. Nó còn dư nhiêu đây nè. Gửi chiếc xe 3.000 rồi dư 2.000.
chứ 35 là tổng cộng còn dư 37 ngàn. Ở đây là ở quê mà, cho nên là người ta bán đồ ăn rất là rẻ luôn á các bạn ơi. Rồi thôi, cũng gần tới lễ 30 tháng 4 á, là mình cũng chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe nha. Rồi những bạn nào mà xem được video này, mà những người ở Phan Rí mà đi làm xa thì có điều kiện thì hãy về quê chơi lễ nha các bạn. Rồi chào tạm biệt tất cả bạn, hẹn gặp lại vào video sau nha. Bye bye.